Ở bảng D thì các thủ Vĩnh Thọ đã có 2 trận thắng và 1 trận thua. Họ thua 1-5 trước các thủ Quan Độ. Ở 2 trận còn lại thì Hotspot đều có những chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Đặc biệt là trong trận chiến với các thủ Âu Cách, Vĩnh Thọ đã thắng 1-0. Ngày hôm nay thì một lượng không khí sương mù dày đặc đang diễn ra trên sân vận động của Sát Lò Cô. Sân vận động của Mẫn Xá ngày hôm nay cũng đang có cho mình một bầu không khí thật sự là u ám. Có lẽ đây là một bầu không khí để vẫy chào cả hai đội bóng Mẫn Xá đã sạch bóng khỏi giải bóng đá 8X. Rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm từ rất xa. Đó là pha dứt điểm đến từ Văn Minh. Ngày mai thì Văn Minh đang mặc áo số 17 nhưng đeo quần mặc quần số 24. Pha dứt điểm rất uy lực đến từ Văn Minh của các đội Hotspot. Hotspot là đội bóng không giấu giếm tham vọng vô địch ở giải này. Họ có cho mình những cầu thủ chất lượng trên sân, trong đó có 3 cầu thủ của Đống Cao, Văn Hường, Đắc Tiệp đều là những cầu thủ rất chất lượng. Một bầu không khí thật sự là rất dày đặc. Chúng tôi đã phải tăng hết sáng máy quay nhưng có lẽ là trận đấu này vẫn sẽ không tránh được một không khí giống như ở ngoài Anh. Với các thủ Vĩnh Thọ, khi mà có Mẫn Ngữ trên sân thì chắc chắn là tuyến trên của cao thủ Vĩnh Thọ sẽ nhận được nhiều bóng hơn. Đây đúng là một trong những bản hợp đồng chất lượng đến từ 8X Vĩnh Thọ. Quan trọng nhất ngày hôm nay của Vĩnh Thọ vẫn sẽ là đội trưởng Dương Thảo đeo số 10, Thủ Thành Vũ Tưởng đeo số 1, Nguyễn Cường đeo số 6, Công Hải số 21, Vũ Lành số 89, Mẫn Ngữ số 81 và Đình Hòa đeo số 12. Và phá bóng tốt đến từ thủ thành Vũ Tưởng. Những phút đã qua thì Vũ Tưởng đã có những tình huống ra vào hợp lý. Hotspot không giấu giếm tham vọng của mình. Họ trả lời tấn công ngay phút đầu tiên. Rõ ràng trong một trận đấu như thế này thì Hotspot được đánh giá cao hơn. Nhưng đây là một trận đấu loại trực tiếp. Một trận đấu mà không dành chỗ cho những sai lầm. Ngày hôm qua chúng ta đã diễn ra hai loạt trận thứ kết 1 và thứ kết 2 của giải 8X Mẫn Xá mở rộng. Đội bóng Mẫn Xá 2, đội bóng Mẫn Xá 1 đã để thua Đồng Kỵ 2-4. Thua ở những khoảnh khắc trên sân và thua ở một thể lực ở phút cuối trận trong hiệp 2. Thôn Tiền thì đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước cao thủ Hương Mặc. Vẫn là cao thủ Hotspot dứt điểm từ xa, không vào. Một tình huống quang chân dứt điểm quen thuộc đến từ Đắc Tiệp. Đắc Tiệp đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Hotspot với 4 bàn thắng. Muốn chiến thắng được cao thủ Hotspot ngày hôm nay thì rất căng. Đó là pha dứt điểm từ khoảng cách hơn 22m của Văn Minh. Một trong những cầu thủ có thể hình và thể lực rất sung mãn. Bóng chỉ cần đi thấp hơn một chút nữa thôi thì có lẽ là sóng gió đã đến với khung thành của Vũ Tưởng. Mẫn Ngữ, một đường chuyền dài khá hay. Dương Thảo sẽ phải làm nhiệm vụ tạo áp lực lên làm phòng ngự của cao thủ Hotspot. Dương Thảo ngày hôm nay đá hộ công và trên hàng công của Hotspot của cao thủ Vĩnh Thọ đó là Đình Hòa. Trận đấu thì đang được tường thuật trực tiếp trên trang fanpage của Bình Luận Viên Anh Hùng. Hy vọng là các vị khán giả đến từ Hotspot, các vị khán giả của Vĩnh Thọ sẽ cùng chia sẻ chỗ này. Một bầu không khí có thể thấy được là rất dày đặc. Bắt bóng tốt đến từ Vũ Tưởng. Vẫn là những tình huống dứt điểm từ xa của Văn Minh. Một lối chơi quen thuộc. Không ngần ngại áp sát từ đầu. Chân trái ngay. Bộ khung của Hotspot vẫn đang thi đấu trơn tru.
Ở bên ngoài sân thì ông bầu Hotspot đó là Hương Hữu Sport đang bố trí một đội hình được đóng khung từ đầu giải đến giờ. Gần như họ không có sự thay thế ngoài vị trí của Minh Chiến. Vẫn là Đắc Tiệp, rất nhanh. Đắc Tiệp căng ngang. Một tình huống mà Văn Minh đã chạm bóng hơi với. Đó không phải là pha chạm bóng của Văn Minh mà đó là Văn Huệ. Xin lỗi, Văn Hường. Cầu thủ của FC Đống Cao. Vĩnh Thọ đang nhận một sức ép rất lớn. Vẫn là Văn Hường. Tình huống mở cánh dành cho cao thủ bên phía Sport. Cơ hội đã trôi qua. Nếu cứ thiếu như thế này thì bàn thắng có lẽ sẽ đến với Hotspot một cách sớm thôi. Bàn thắng sẽ đến với Hotspot theo một vấn đề thời gian. Vĩnh Thọ cần phải thi đấu bình tĩnh trở lại. Văn Ngọc. Đây là Văn Minh, đội trưởng Hotspot ngày nay. Vũ Lành chuyền bóng cho Dương Thảo, pha dứt điểm từ xa. Đó không phải là một đường chuyền mà là một quyết định dứt điểm nhanh. Không được. Phạt góc. Hotspot đang có bóng nhiều hơn. Sức tấn công và khả năng duy trì cách chơi đang ấn tượng hơn so với đội bóng Mỹ Thọ. Một bầu không khí dày đặc ở trên sân vận động Sát Lò Cô. Một bầu không khí thường thấy. Tuy nhiên thì bóng đá luôn chứa đựng những sự bất ngờ. Hotspot mải mê tấn công, rất có thể họ sẽ phải nhận những đòn hồi mã thương đến từ bóng Vĩnh Thọ. Mẫn Ngữ rất giỏi để tung ra những đường truyền chết, những đường truyền mang tính chất bước ngoặt của những trận đấu. Mẫn Ngữ là cầu thủ sinh năm 1981, một người gốc thôn Tiền. Ở mùa giải này khi mà và như vậy là bàn thắng đã được ghi dành cho Vĩnh Thọ. Một đường chuyền dài và một pha dứt điểm cháy lưới. Đình Hòa là người đã mở điểm cho cao thủ 8X Vĩnh Thọ cho một tình huống cố định. Một pha đánh đầu đẳng cấp. Không có cơ hội cho thủ thành Khắc Hòa. 1-0. Thi đấu không ấn tượng như Hotspot nhưng Vĩnh Thọ lại có điều mình muốn. Đình Hòa đã ghi bàn thắng mở điểm. Sự bất ngờ lại được thể hiện ngày hôm nay. Bàn thắng sẽ làm cho tinh thần của Vĩnh Thọ dễ đá hơn. Họ sẽ thoải mái hơn trong cách chơi của mình. Vẫn là một cách chơi phòng ngự phản công cục bộ. Và sử dụng nhiều những đường chuyền dài. Tôi vừa nhắc đến sự bất ngờ trong cách chơi của Vĩnh Thọ ngày hôm nay. Và khi mà Hotspot đang mải mê tấn công, họ lại nhận bàn thua sớm. Ở ngoài vòng bảng thì Hotspot đã từng dẫn trước Thủy Lôi 3-0, nhưng để cho đội bóng của Đông Anh gỡ hòa 3 đều. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sức bật. Sức bật đến từ các cầu thủ Hotspot, đặc biệt là Văn Hường cùng với Đắc Tiệp sẽ làm gì. Cơ hội Văn Hường. Tuyến 2. Đó là một tình huống trồng biên. Văn Hường rất khéo. Vĩnh Thọ đang thiếu một đường thấp. Văn Hường. Lại là pha vắt bóng tốt đến từ Vũ Tưởng. Lại là một pha bắt bóng tốt của Vũ Tưởng.
luôn có những sự bất ngờ trong thể thao vua. Đây là Dương Thảo. Tình huống bóng chạm tay. Hotspot là đại diện cho khu vực Yên Trung, Yên Phong, Chi Đồng. Và cả ấp đổ nữa, đây là cơ hội đối mặt. Nếu đó là bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Vĩnh Thọ thì mọi thứ sẽ đá hơn. Và bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc, có lẽ đến từ Đình Hòa. Lại một đường truyền mang tính chất đẳng cấp của một ngôi sao huyền thoại một thời của Hoa Thôn Tiền. Mẫn Ngữ vừa tung ra một đường truyền, có lẽ là những khán giả yêu mến Mẫn Ngữ thường xuyên nhìn thấy. Đó là một đường truyền thể hiện giá trị và bản năng của một ngôi sao đến từ Mẫn Ngữ. Hotspot đã gặp may ở tình huống đối mặt vừa rồi. Rất quyết tâm. Văn Ngọc. Lại là Văn Minh. Pha chuyền bóng một chạm không tốt của đội trưởng Văn Minh bên phía Hotspot. Rất an toàn. Các khán giả của Vĩnh Thọ bên ngoài sân thì đang cổ vũ hết mình cho đội bóng con cưng của mình. Căng ngang. Bóng sống anh cứ đàng hoàng, anh cứ về vị trí đi. Bóng sống anh cứ đi như thế. Một người báo thôi được. Các thủ bên phía Hotspot thay người. Thủ thành Minh Chiến sẽ được vào sân để thay thế cho Khắc Khoa. Có lẽ thủ thành Khắc Khoa đã không thật sự tập trung và anh chưa ổn định cho trận đấu tứ kết 3 này. Một sự thay thế về mặt chiến thuật đến từ huấn luyện viên trưởng Hương Hữu. Sự cuồng nhiệt đến từ cao thủ 8X Vĩnh Thọ đang là nguồn động lực tiếp thêm cho cao thủ ở bên trong sân. Mẫn Ngữ. Mẫn Ngữ vẫn cũng đang rất tích cực tranh chấp bóng. Một tình huống đá phạt nhanh. Mẫn Ngữ. Văn Ngọc. Bóng bổng. Văn Minh. Cơ hội dành cho các thủ Hotspot. Văn Minh không vào. Cơ hội tiếp tục trôi qua với cao thủ bên phía Hotspot. Một đường truyền ra trở lại cho Văn Ngọc, của Văn Ngọc dành cho Văn Minh. Đây là Dương Thảo. Hy vọng là các vị khán giả ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ trận đấu. Sự cuồng nhiệt bên ngoài sân. Cơ hội dành cho Vĩnh Thọ. Dương Thảo không vào. Một cơ hội có lẽ là tốt thứ hai đến từ Vĩnh Thọ, nhưng họ không tận dụng được. Đường truyền tốt của Đình Hòa dành cho Dương Thảo, nhưng Dương Thảo lại đệm bóng ra ngoài. Quá đáng tiếc cho các thủ Vĩnh Thọ. Một bàn vẫn là một khoảng cách mong manh. Và với sức tấn công của Hotspot thì chúng ta sẽ không biết kết cục của trận này như thế nào.
Nhưng điều quan trọng là hiện tại Vinh Thọ đang đá hay. Và nếu như họ may mắn hơn thì hoàn toàn bàn thắng thứ hai đã đến rồi. Dương Thảo và Đình Hòa mỗi người đã có một cơ hội ngon ăn cho riêng mình. Với Đình Hòa là một tình huống đối mặt, còn với Dương Thảo là một tình huống đệm bóng trượt, một pha chuyền bóng sai nguy hiểm. Dương Thảo là một cầu thủ sinh năm 1982, người đội trưởng của FC 8X Vĩnh Thọ. Cơ hội phản công. Một tình huống bắt bài hay. Quan trọng đó là sự dứt khoát và một sự an toàn. Hasbot cũng rất giỏi nhưng pha bóng cố định như thế này. Bóng đã cắt ngang khung thành đến từ thủ thành Vũ Tưởng. Pha đánh đầu đẳng cấp, một pha di chuyển không bóng hay đến từ Đắc Tiệp. Rất may cho Vĩnh Thọ là một tình huống chạm bóng vẫn chưa đủ lực. Đường chuyền khó của Công Hải. Công Hải là cầu thủ đang đá hậu vệ cánh trái. Một tình huống đá biệt lỗi. Sau khi để những bàn thua thì Hotspot đang thi đấu không thật sự ấn tượng. Mẫn Ngư không có gì khó khăn cả. Hai cầu thủ của Hotspot đã vào nhau. Quá hay. Lại là một đường chuyền của Mẫn Ngư. Tuy nhiên thì pha treo bóng vào trong đến từ Dương Thảo lại không dành cho ai. Với bàn thắng có được do công của Đình Hòa thì Vĩnh Thọ đang thi đấu thật sự là rất ung dung. Đây là cơ hội dành cho Hotspot, lại tiếp tục là tình huống trồng biên. Bóng đã chạm tay thì phải. Như vậy là trọng tài đã quyết định đá phạt dành cho cầu thủ Hotspot. Một cơ hội cố định. Một cơ hội cố định dành cho Hotspot trong một thế trận bế tắc. Thì những pha dứt điểm cố định như thế này hoàn toàn có thể mang về những hy vọng và thậm chí là bàn thắng dành cho đội bóng áo xanh. Không vào. Bắt bóng tốt đến từ thủ thành Vũ Tưởng. Không biết đây là lần cứu thua thứ mấy của Vũ Tưởng trong hiệp 1 này rồi. Rất ổn định. Đánh đâu. Lại không có bàn thắng dành cho Vĩnh Thọ. Một câu trả lời thật sự là hay. Dương Thảo đã không thật sự tập trung. Hai cơ hội liên tiếp ngon nhất của Vĩnh Thọ tạo ra và đôi chân của Dương Thảo lại bỏ lỡ. Đúng là một sự nghiệt ngã. Những cơ hội ngon ăn nhất đang được Vinh Thọ tạo ra, nhưng những tiền đạo của họ thì lại bỏ lỡ. Một bàn thắng là quá ít với những gì mà hiệp 1 cả hai bóng đã thể hiện. Một đường chuyền sai đến từ Văn Hường. Văn Hường đang thi đấu tiền vệ trung tâm. Đ-
Đắc Tiệp và Văn Ngọc đã được đẩy lên đá cao hơn. Bộ ba tấn công của Hotspot vẫn đang thiếu đi những sự đột biến. Rất dứt khoát. Tình huống đẩy sau. Tiếp tục là một đường trường biên. Mẫn Ngư. Mẫn Ngư đã lùi về phòng ngự giúp cho cao thủ trung vệ của Vĩnh Thọ trong tình huống phản công vừa rồi. Đến từ bóng áo xanh. Rất hay. Dương Thảo 3 đánh 3. Đối mặt. Không thể có một tình huống dứt điểm. Phát bóng lên dành cho đội bóng áo xanh. Đường truyền rất vừa tầm đến từ Đắc Tiệp. Bóng đã chạm tay. Văn Minh. Đắc Tiệp. Cơ hội. Càng ngang. Vĩnh Thọ đang thi đấu đầy quyết tâm. Họ quyết tâm ở cả ba tuyến, không riêng gì hàng phòng ngự. Đối mặt. Như vậy là một tình huống đá phạt dành cho cao thủ Hotspot. Một chiếc thẻ vàng được dành tặng cho cao thủ bên phía Vĩnh Thọ. Tình huống đi bóng rất hay đến từ Văn Hường. Văn Ngọc đang đứng trước quả đá phạt này. Rất nhiều sự lựa chọn. Rất nhiều sự lựa chọn. Văn Ngọc. Đó là pha dứt điểm ra ngoài của Văn Minh. Hiệp 1 này thì Văn Minh đã khá vô duyên. Nhưng nếu chính xác hơn thì có lẽ đó là một tình huống đá phạt sai luật của cầu thủ bên phía Hotspot. Chiều nay vừa chế cái mé ở dưới U18 không có cây đâu. Chế cái cây. Vĩnh Thọ đang pressing. Đá biên dành cho Vĩnh Thọ. Đặc Tiệp đang bị theo kèm rất gắt gao. Người bị thổi phạt đó là Nguyễn Cương. Nếu xét về mặt bằng chung, Hotspot cầm bóng nhiều hơn. Cơ hội họ tạo ra cũng tương đối nhiều. Nhưng những tình huống ăn bàn 10-10 thì lại thuộc về Vĩnh Thọ. Và như vậy là bàn thắng đã đến với cao thủ bên phía Hotspot. Bóng đá không cần hay, nhưng phải may. Thủ thành Vũ Tưởng đã không đấm bóng. Tỷ số là 1-1. Đúng là khi mà bóng đá đã sai lầm thì sẽ là những sai lầm liên tiếp. Những thời điểm mà người ta không ngờ tới bàn thắng đến thì lại đến. Hotspot đã lại có được điều mình muốn.
Vĩnh Thọ phải tự trách mình. Những cơ hội họ tạo ra là 10-10 hơn. Nhưng khi mà cơ hội đến không tận dụng được thì rõ ràng các bạn xứng đáng phải nhận những sự trừng phạt. Cơ hội phản công, 3-2, rất tốt Dương Thảo. Đó là pha dứt điểm bằng chân trái, một tình huống dứt điểm hơi tham bóng đến từ Dương Thảo. Dương Thảo cũng đã có cho mình hai cơ hội ngon ăn, hai cơ hội bàn thắng đến 10-10. Những người đội trưởng của đội bóng áo tím Vĩnh Thọ lại không thể tận dụng được. Tiếp tục là Dương Thảo. Một hiệp một sôi động, cởi mở. Nhưng có lẽ là hiệp 2, Hartsport sẽ khỏe hơn. Nếu xét về mặt thể lực, Hartsport được đánh giá cao hơn. Một tình huống đẩy người. Một tình huống đẩy người rất thô từ phía sau. Công Hải là người thực hiện tình huống đá phạt này, chuyên gia đá phạt, một người con của mảnh đất Kim Bảng. Rất nguy hiểm. Minh Chiến là người đã cứu thua. Một chuyên gia đá phạt. Công Hải thì thường xuyên tạo ra những siêu phẩm ở những tình huống dứt điểm. Hiệp đấu đầu tiên đúng là may đang đứng về phía Hartsport. Mẫn Ngư vẫn là một sự nhịp nhàng. Lại một đường chuyền dài nữa. Công Hải. Đường chuyền khó dành cho Vũ Lành. Một hiệp đấu có phần đáng tiếc đến từ thủ thành Vũ Thưởng. Ba tình huống cứu thua ấn tượng, nhưng chỉ cần một tình huống bỏ bóng không tưởng, biếu không bàn thắng dành cho Hartsport. Thì mọi sự tỏa sáng của anh sẽ đều bị lu mờ mà thôi. Bóng vẫn trong sân. Hai phút bù giờ. Thời gian thi đấu của hiệp 1 là không còn nhiều. Đã bước vào những giây bù giờ cuối cùng rồi. Văn Minh lại tiếp tục dồn bóng vào phía trong. Có lẽ những khán giả theo dõi qua live stream sẽ rất tiếc nuối cho 8X Vĩnh Thọ với những gì họ đã tạo ra ở trong hiệp 1, đặc biệt là sau khi họ có bàn thắng dẫn trước. Và mất bóng khá nguy hiểm. Có thể căng ngang. Rất may là Vũ Thưởng lại xuất sắc. Một tình huống sửa sai dành cho Mẫn Ngữ. Bóng vẫn trong sân. Rất quyết tâm.
Và trọng tài Quý Soccer đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Hai đội bóng ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Một hiệp đấu cống hiến và hấp dẫn.
ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ hai cho trận đấu tứ kết ba. Hot Sport cùng với cầu thủ Vĩnh Thọ đang hòa nhau một đều sau một hiệp một sôi động. Ở trong hiệp hai của trận này thì cả Hot Sport cũng như là cầu thủ bên phía Vĩnh Thọ đều có sự thay đổi về mặt cá nhân, về mặt con người. Nguyễn Hào được tung vào sân để thay cho Vũ Lành và Văn Lý. Vũ Lý được vào sân để thay thế cho Vũ Tưởng. Ngày hôm nay thì loa của ban tổ chức hơi dè, có lẽ là sau những ngày chiến đấu hết mình thì loa gặp đôi chút vấn đề thôi. Và như vậy là tiếng còi hiệp 2 của trận đấu đã được vang lên. Bên phía Hot Sport cũng có sự thay đổi khi mà Ngữ Nani được tung vào sân để thay thế cho Văn Phúc. Hiệp 1, người ghi bàn thắng duy nhất cho Hot Sport chính là Văn Minh sau một tình huống đá phạt từ giữa sân. Một bàn thắng có phần may mắn. Vĩnh Thọ đã thi đấu hay, tạo ra được vô số các cơ hội, nhưng bàn thắng thì lại không đến. Văn Ngọc pha chạm bóng đầu tiên đến từ Ngữ Nani. Văn Ngọc rất khỏe, phạt góc dành cho Hot Sport. Nếu như các cầu thủ Vĩnh Thọ bảo toàn được tỷ số trong hiệp 1 thì có lẽ hiệp 2 họ sẽ dễ đá hơn. Một hiệp đấu mà Vĩnh Thọ đã bỏ qua những cơ hội ngon ăn. Và cuối cùng thì sau khi mà bỏ lỡ những cơ hội thì họ phải trả giá bằng một bàn thắng có phần may mắn cho Văn Minh. Một tình huống câu bóng mang tính chất cầu may, nhưng thủ thành Vũ Tưởng lại không bắt bóng. Cho dù Vũ Tưởng hiệp 1 đã cứu thua không dưới 3 lần, nhưng ban huấn luyện của Vĩnh Thọ vẫn quyết định cho Vũ Tưởng rời sân. Và thủ thành bên phía rất nguy hiểm. Thủ thành bên phía Vĩnh Thọ bây giờ là Vũ Lý. Đã có tiếng còi của trọng tài Phương Kevin. Một tình huống đỡ bước một đến từ Dương Thảo. Ở trong hiệp 1, đội trưởng của Vĩnh Thọ đã có không dưới 2 cơ hội ăn bàn 10-10. Nhưng Dương Thảo đã không thể tận dụng cơ hội đó. Hot Sport vẫn đang miệt mài tấn công. Văn Minh rất khỏe. Phản công Dương Thảo. Đường chuyền rất hay của Dương Thảo. Minh Chiến vừa cứu thua cho Hot Sport trong một tình huống phản công chất lượng. Pha đi bóng khá hay. Và đó là một pha phản công chất lượng đến từ cầu thủ áo tím. Người dứt điểm là Đình Hòa. Bóng vẫn trong sân. Một tâm lý thoải mái của Vĩnh Thọ đang làm cho họ có một trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Ở ngoài vòng bảng thì Vĩnh Thọ phải biết
đến những thời khắc cuối cùng của trận đấu giữa Quan Độ và Âu Cách là mình có đi tiếp hay không. Quan Độ đã chơi một trận đấu sòng phẳng với Âu Cách khi chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2-1. Ngay sau trận đấu tứ kết thứ 3, chúng ta sẽ cùng đến với loạt trận tứ kết cuối cùng trong buổi chiều tối muộn ngày hôm nay. Thụy Lôi và Quan Độ sẽ gặp nhau trong một trận cầu được đánh giá là tâm điểm của giải đấu cho 4 trận tứ kết. Hai đội bóng đầy duyên nợ. Một pha đá phạt góc hơi mạnh đến từ Dương Thảo. Mân Ngữ cũng đã có một hiệp một thi đấu hay. Anh gián tiếp tạo ra hai tình huống ăn bàn 10-10. Nhưng các cầu thủ phía trên của Vĩnh Thọ không tận dụng được. Văn Ngọc. Trọng tài Phương Kevin đã cắt còi và cho rằng đó là một tình bóng chạm tay. Phạt góc. Suýt chút nữa bàn thắng thứ hai đã đến với Vĩnh Thọ. Một pha đánh đầu khá nguy hiểm. Ở trong hiệp 1 thì Đình Hòa là người đã có một tình huống đánh đầu tung lưới thủ thành Khắc Khoa. Phản công rất hay. 3-2. Bóng vẫn trong sân. Dương Tháo không thể dứt điểm. Trên sân sát Lò Cô hiện tại đã bớt đi những loạt sương mù. Rất quyết tâm. Một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ bên VR Sport. Một chiếc thẻ vàng. Văn Huệ là người phải nhận thẻ vàng đến từ trọng tài Phương Kevin. Những đường chuyền bóng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nó không biết là một đường kiến tạo hay là một đường chuyền phá bóng lên. Và như vậy là suýt chút nữa bàn thắng đã đến với Asphalt. Tưởng chừng như bàn thắng đã đến rồi. Không biết là thủ thành Vũ Lý đang làm gì, đang nghĩ gì trong đầu.
này đâu anh chứng minh. Một tình huống mà Vĩnh Thọ đã gặp mày. Pha giữ bóng rất tự tin của Công Hải. Không được. Lại là Minh Chiến cứu thua, vẫn là cơ hội dành cho các đồng Vĩnh Thọ. Một đường chuyền ra quá nhẹ. Hàng phòng ngự của Asphalt đang thi đấu không thật sự ấn tượng. Pha vút bóng của Dương Thảo đã không trúng tâm bóng. Mật ngữ áp sát rất nhanh. Mật ngữ đang chú trọng cho công tác phòng ngự nhiều hơn là kiến tạo cho công tác tấn công. Điều đó cũng đang đảm bảo cho các thủ Vĩnh Thọ một sự an toàn ở khu vực xung tuyến. Pha dứt điểm nhanh đến từ Ngữ Nani. Ngữ Nani đang được đá ở hành lang cánh phải. Đây là Công Hải. Công Hải rất khỏe. Một cầu thủ sinh năm 1989. Anh cũng đang là đội 1 của cao thủ bên phía 8X Kim Bảng. Chuyên gia đá phạt Công Hải sẽ đứng trước quả đá phạt này. Công Hải, một quyết định dứt điểm khá táo bạo. Phản công đắc tiệp, đường chuyền hay, phạm lỗi rồi. Trước đó thì Nguyễn Cương đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Vẫn là một sự thong dong, một cách chơi không màu mè đến từ các thủ Vĩnh Thọ. Pha mất bóng nguy hiểm. Phản công Dương Thảo có thể dứt điểm. Khoảng cách thì vẫn đang là cân bằng. Cơ hội cho các thủ Hotspot đối mặt.
số là 2-1 dành cho các thủ Hotspot rồi. Pha ghi bàn đến từ Ngữ Nani. Đó là sự nghiệt ngã cho thầy áo vua. Quá đáng tiếc dành cho cao thủ Vĩnh Thọ. Họ đang bị thua. Cao thủ bên phía Vĩnh Thọ thay người. Vũ Lành được tung vào sân. Và Nguyễn Hào được cho ra nghỉ. Một trận đấu đáng tiếc. Rất. Một tình huống đi bóng bất ngờ. Đối mặt. Một đường chuyền hay của cầu thủ bên phía Hotspot. Quá nguy hiểm. Không nhìn thấy bóng đâu cả. Vẫn là những cái tên chất lượng đến từ Hotspot đang tung hoành trên sân vận động Sarako. Một tình huống dứt điểm chéo góc rất là gấp. Đây là Dương Thảo. Trong bóng đá thì chúng ta phải chọn ra đội thắng đội thua. Phải chọn ra những đội bóng mạnh nhất. Và luôn có những sự tiếc nuối để cho các bóng cố gắng ở những giải đấu sau và những trận cầu sau này. Nếu như đội bóng nào thi đấu cũng chiến thắng thì sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của bóng đá của một thầy giáo vua sẽ không còn nữa. Công Hải. Minh Chiến là người đã đá bóng an toàn. Thời điểm Hotspot sẽ thi đấu phòng ngự phản công. Tiếp tục là tiếng phạt góc. Không được. Sẽ là rất khó khăn. Rất khó khăn dành cho cao thủ Vĩnh Thọ. Đối mặt. Không vào. Không thể là một tình huống kết thúc cho trận đấu ngày hôm nay đến từ cao thủ bên phía Hotspot. Quá đáng tiếc dành cho đội bóng áo xanh. Dương Thảo. Mẫn Ngư làm gì? Một tình huống kiến tạo. Dương Thảo. Tỷ số là đều dành cho 8X Vân Minh Thọ. Một pha phối hợp hay. Người tạo ra điểm nhấn tiếp tục là Mẫn Ngư với một đường chuyền xuống đáy. Đình Hòa đã trả ngược lại để cho Dương Thảo bắt vô bóng sống. Không có cơ hội cho thủ thành bên phía Hotspot Minh Chiến.
số là 2 đều. Tất cả đều hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Vĩnh Thọ tạo ra từ đầu trận đến giờ. Ngay sau khi Văn Hường bỏ lỡ cơ hội đối mặt thì Hotspot lại nhận một bàn thua. Lại một lần nữa quy luật trong môn thể thao vua lại xuất hiện. Cơ hội 10-10 được Văn Hường bỏ qua. Và sau đó thì Trường Thảo đã chuộc lại sai lầm của những đồng đội, đặc biệt là thủ thành Vũ Tưởng ở trong hiệp 1. Vĩnh Thọ đang thi đấu rất thăng hoa sau bàn gỡ vừa rồi. Lại là Dương Thảo tung ra pha dứt điểm. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Văn Ngọc. Tình huống phạm lỗi. Đây là Văn Ngọc quyết định dứt điểm thẳng. Khán giả bên ngoài sân đang là cầu thủ thứ 8 của Vĩnh Thọ. Sự cổ vũ nhiệt tình đang giúp cho Vĩnh Thọ có được một thế trận cân bằng. Chưa đội bóng được đánh giá cao hơn Hotspot. Những pha chạm bóng rất tinh tế của Văn Hường. Dương Thảo là người đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài Quý Soccer. Trọng tài Quý Soccer cho rằng đó là một tình huống mà Dương Thảo đã có cánh tay hơi cao. Vẫn là cao thủ bên phía Vĩnh Thọ. Cơ hội phản công đối mặt. Không vào, quá đáng tiếc dành cho Hotspot. Một cơ hội 10-10. Rất đáng tiếc. Một tình huống 10-10. Đây là cơ hội dành cho các thủ bên phía Vĩnh Thọ.
Lại một không khí sương mù dày đặc trên sân. Một không khí sương mù dày đặc. Chúng ta đang được sống trong một cái bầu không khí mờ mờ ảo. Không khác gì là ở Sapa cả. Chưa có trận đấu tứ kết nào phải bước vào là sút penalty cả. Dương Thảo rất khỏe. Vẫn là Dương Thảo, không được. Phản công 3-2. Rất cố gắng và quyết tâm. Dương Thảo rất tự tin. Văn Hường là người đã phạm lỗi. Nếu như ngày hôm nay mà không khí như thế này, Mẫn Xá 1 còn thi đấu thì có lẽ họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng đó là nếu một bộ không khí như thế này thì chắc chắn là Mẫn Xá 1 sẽ bất khả chiến bại trên sân Sao Lò Cô. Ngày hôm qua thì không khí đỡ bụi hơn bây giờ. Đây có lẽ là một trong những ngày thi đấu mà lượng không khí, sương mù, khói bụi dày đặc nặng nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Rất quyết tâm. Mẫn Ngữ, hai cầu thủ của Vinh Thọ. Không được. Bóng đã chạm tay một cầu thủ của Asport, một tình huống đá phạt. Một cơ hội cố định dành cho các cầu thủ bên phía Vinh Thọ ở những thời điểm vô cùng nhạy cảm. Một thời điểm rất nhạy cảm. Không biết trọng tài Phương Kỳ Vin vừa rút thẻ vàng cho ai. Đó là chiếc thẻ vàng dành cho Văn Ngọc thì phải. Có lẽ là Văn Ngọc lỗi phản ứng. Chuyên gia đá phạt Công Hải đứng trước loạt sút này. Không khác gì là một tình huống penalty cả. Không vào. Pha bấm bóng rất khó chịu của Công Hải. Nhưng bóng đã đi hơi cao. Thank you.
không vào. Ngày hôm qua Mân Xá 1 thi đấu thì không có bầu không khí như thế này. Ngày hôm nay thì đúng là ông trời không giúp Mân Xá 1. Ba phút bù giờ cho loạt trận thứ kết 3. Ở một khoảnh khắc như thế này, một thời điểm như thế này thôi, một sai lầm thôi, những cố gắng sẽ được tiêu tan, mọi thứ sẽ được mất đi và không còn nhiều cơ hội để sửa sai nữa. Rất hay, pha dứt điểm không thành công. Vẫn trong tầm kiểm soát của Hotspot. Pha dứt điểm nhanh đến từ Văn Minh. Chưa có một hôm nào mà điều kiện sương mù lại như thế này. Một trận đấu thật sự là cống hiến đến từ cả Vĩnh Thọ và Hotspot. Các thủ bên phía Hotspot chưa Vĩnh Thọ thay người. Vũ Lành được cho ra nghỉ và tiền đạo Nguyễn Nguyên bây giờ mới tung vào sân. Một tình huống treo bóng không được. Có lẽ trận đấu đầu tiên hai đội bóng phải bước vào là sút penalty. Rất tự tin. Vẫn là Công Hải. Đây có thể coi là một tình huống đá biên cuối cùng cho trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Nguyên. Và đúng như vậy, trận đấu đã phải bước vào là sút penalty. Hai đội bóng đã hòa nhau hai đều trong một trận cầu kịch tính căng thẳng.
chúng ta sẽ phải bước vào là sút penalty đầy may rủi. Và cho dù là Hart Sport hay Vĩnh Thọ đi tiếp, họ cũng đều xứng đáng. Một bầu không khí dày đặc. Tuy nhiên thì chúng ta lại được chứng kiến một trận đấu thật sự là trong sạch. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đội bóng nào sẽ thực hiện trước. Như vậy là Vĩnh Thọ sẽ là những người thực hiện là sút penalty trước. Vĩnh Thọ sẽ là những người thực hiện là sút penalty trước trong là sút đầy may rủi này. Có lẽ trước khi bước vào sút penalty thì khán giả trên sân động chắc là cô hãy cùng cho hai bóng một tràng pháo tay. Đình Hòa là người thực hiện là sút penalty đầu tiên dành cho các thủ bên phía Vĩnh Thọ. Đây là Công Hải. Công Hải sẽ đối đầu với Minh Chiến. Rất hồi hộp. Không có sai lầm. Tỷ số penalty tạm thời là 1-0. Một đều. Như vậy là tỷ số penalty vẫn đang là 1-0. Tỷ số penalty vẫn đang là 1-0. Và sút thứ ba đến từ các cầu thủ bên phía Vĩnh Thọ. Nguyễn Nguyên và Minh Chiến cũng không vào. Và sút penalty vẫn đang là 1-0.
Văn Hường. Văn Hường đối đầu với thủ thành Vũ Lý. Rất căng thẳng. Cũng không có bàn thắng. Một loạt sút penalty không thưởng. Có lẽ khán giả sẽ cùng vỗ tay để cho hai đội bóng chúng ta tự thoải mái hơn. Quá tuyệt vời. Đây là đội trưởng Dương Thảo. Minh Chiến và Dương Thảo đã không có sai lầm. Tỷ số penalty tạm thời là 2-1. Văn Huệ sẽ là người thực hiện loạt sút thứ tư cho Hotspot. Không vào. Ba loạt sút liên tiếp của Hotspot đều không thành công. Cơ hội để cho các cầu bên phía Vinh Thọ kết thúc trận đấu này. Người thực hiện là sút penalty thứ 5 dành cho Vĩnh Thọ đó là Nguyễn Cường. Nguyễn Cường và Minh Chiến. Và như vậy là Vĩnh Thọ đã ghi tên mình vào loạt trận bán kết và đối thủ hòa trà thôn tiền. Tỷ số penalty cuối cùng là 3-1. Là sút penalty đầy may rủi và Vĩnh Thọ là người đã chiến thắng ở trận cuối cùng. Quá đáng tiếc dành cho Hotspot. Đó là sự may rủi và xin chúc mừng cao thủ Vĩnh Thọ. Vĩnh Thọ sẽ gặp Thôn Tiền là trận bán kết 1. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ kết thứ tư giữa các thủ Quan Độ và Thụy Lôi ngay bây giờ.